Kính thưa toàn thể quý vị, nhạc sĩ Phương Đông hiện là phó trưởng khoa văn hóa nghệ thuật trường Đại học An Giang, phân hội phó phân hội âm nhạc thuộc Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Nhạc sĩ Phương Đông được xem là một nhạc sĩ chuyên sâu về khí nhạc. Anh được giới âm nhạc trong cả nước đánh giá cao về các tác phẩm hòa âm phối khí của mình. Các tác phẩm khí nhạc của anh như Các bạn phối khí, Nhạc múa, Nhạc kịch, v.v. trong thời gian qua đã đóng góp rất lớn cho phong trào văn nghệ của tỉnh nhà. Tuy vậy, trong lĩnh vực ca khúc, anh cũng đã cho ra đời các ca khúc được nhiều người yêu thích. Và hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu ca khúc Bến Sông Trăng của nhạc sĩ Phương Đông qua tiếng hát của ca sĩ Công Luận và tớp múa trường Đại học tỉnh An Giang biểu diễn. Mời quý vị thưởng thức. Sông với đầy tìm trên ngọn sông ánh mắt khát khao để lại bên sông bạn sống mong chờ thời trăng tha su muôn đời cầu tình để tôi hai đêm trao người bên sông tìm đâu tiếng trống của lòng anh bỏ quên nơi bóng em dài thương hỡi em tiếng hát em soi đường về để thương sáng em còn bên sông trăng trong ánh sao tiếng trống như thương tìm trong câu hát em hát bên sông tình như phù sa cho sông vơi đầy tìm trên ngọn sông ánh mắt khát khao để lại bên sông bạn sống mong chờ đời chờ người bóng em dài thương đời em
Ơi em, tiếng hát em soi đường về, về thương sáng em còn bên sông trăng, về thương sáng em còn bên. Xin được cảm ơn ca sĩ Công Luận cũng như là nhóm múa đã gửi đến tất cả chúng ta với mẫu sáng tác của nhạc sĩ Phương Đông, bài hát Bến Sông Trăng. Và xin được chúc cho nhạc sĩ Phương Đông sẽ có những tác phẩm hay để cống hiến cho âm nhạc hiện nay.